Quý vị và các bạn đang đến với tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 26 tháng 10 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng thông tin liên quan tới phát biểu của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sau chiến thắng của U17 Việt Nam. U17 Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại U17 châu Á 2025 sau khi đánh bại U17 Myanmar với tỷ số 2-0. 3 điểm này sẽ tiếp thêm động lực cho thầy trò huấn viên Cristiano Ronaldo trong hy vọng giành vé đến vòng chung kết U17 châu Á 2025. Ở trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Yemen. Đây là trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi đầu bảng và là cơ hội đi tiếp của Lê Huy Việt Anh và các đồng đội. Chia sẻ sau chiến thắng trước U17 Myanmar, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo thừa nhận U17 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn khi đối thủ áp dụng lối chơi phòng ngự tứ thủ. Xin chúc mừng các cầu thủ vì đã chơi tốt trận hôm nay giống trận đấu gặp U17 Kyrgyzstan. Đối thủ chơi phòng ngự khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã có những phân tích để đưa ra chiến lược phù hợp ở từng thời điểm. Đội đã chuẩn bị trước nhiều lối chơi khác nhau. Trận trước không có bàn thắng nhưng nó đã đến vào hôm nay. Nhìn chung chúng tôi đã có trận đấu tốt. Chia sẻ về sự chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp U17 Yemen và những thiếu sót của cầu thủ trẻ trong trận đấu này, nhà cầm quân người Brazil nói: "Đương nhiên giống mọi trận đấu chúng tôi đều hướng đến chiến thắng. Trận sau cũng vậy, ban huấn luyện sẽ nghiên cứu đối thủ để đưa cho các cầu thủ những thông tin tốt nhất, có chiến lược phù hợp. Các cầu thủ còn trẻ không tránh được những sai sót, nhưng đó là một phần trong quá trình phát triển của họ. Chúng tôi sẽ hướng đến chiến thắng ở trận đấu cuối." Tối ngày 26 tháng 10, Thái Lan bước vào trận đấu rất quan trọng với Brunei ở bảng D vòng loại U17 châu Á 2025. Có được lợi thế sân nhà, đội bóng xứ chùa vàng tràn lên tấn công và nỗ lực ghi nhiều bàn thắng nhất có thể. Nhưng sự vội vàng khiến các chân sút trẻ thiếu chuẩn xác ở một vài pha bóng đầu tiên. Phút 11, Thassapon lập công mở tỷ số trận đấu cho U17 Thái Lan. Kể từ đây, tiền đạo này và đồng đội bắt đầu màn tra tấn Brunei. Chỉ 2 phút sau, Birada dứt điểm thành công và nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Trong vòng 30 phút cuối hiệp 1, Thái Lan nhanh chân ghi thêm 5 bàn nữa, họ kết thúc nửa trận đấu với tỷ số 7-0. Dĩ nhiên thầy trò huấn viên Milab không muốn dừng lại ở tỷ số này. Lý do là bởi Ấn Độ đã thắng Brunei 13-0 và Turkmenistan 1-0. Họ cần đảm bảo tổng hiệu số bàn thắng bại cao hơn mốc 14. Trong hiệp 2, U17 Thái Lan tiếp tục tràn lên tấn công. Cho đến phút 71, họ dẫn đối thủ đến 14-0. Từ phút 78 đến hết trận, Thái Lan kịp ghi thêm 5 bàn nữa và ấn định chiến thắng 19-0. Sau hai lượt trận đầu tiên, Thái Lan dẫn đầu bảng với 6 điểm và hiệu số dương 21. Ấn Độ xếp thứ nhì cùng với 6 điểm nhưng hiệu số chỉ là dương 14. Ở lượt đấu cuối cùng, Thái Lan sẽ gặp chính Ấn Độ. Rõ ràng đội chủ nhà có lợi thế rất lớn khi chỉ cần một điểm là đi tiếp. Tiếp tục với thông tin Hoàng Anh Gia Lai kháng cáo lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA. Ngày 24 tháng 10 năm 2024, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã ban hành văn bản số FD19714 gửi đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và chuyển tiếp tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Theo đó, FIFA quyết định áp dụng án phạt cấm đăng ký cầu thủ đối với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Quyết định này liên quan đến trách nhiệm của câu lạc bộ trong việc thực hiện phán quyết về tranh chấp với cựu cầu thủ Martin Gilad. Sau khi nhận án phạt, Hoàng Anh Gia Lai quyết định kháng cáo. Đội bóng phố núi cũng mời cơ quan chức năng làm việc. Chúng tôi đã có văn bản kháng cáo gửi tới FIFA để biết rõ bản chất của sự việc. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có văn bản gửi đến cơ quan chức năng của nhà nước Việt Nam nhờ can thiệp giải quyết nhằm làm sáng tỏ sự việc. Hiện nay các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra sự việc. Đến khi có kết quả giải quyết của cơ quan chức năng, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ được công bố thông tin đến người hâm mộ và các cơ quan truyền thông. Lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai xác nhận, cách đây 2 tháng đội bóng phố núi nhận được văn bản từ FIFA yêu cầu thanh toán 29.000 đô la tiền đền bù hợp đồng cho Martin Gilad sau khi thanh lý hợp đồng với tiền đạo này. Trong vòng 45 ngày, Hoàng Anh Gia Lai phải trả số tiền trên cho Martin. Hạn cuối cùng để thực hiện nghĩa vụ này là ngày 15 tháng 10, nhưng Hoàng Anh Gia Lai từ chối thanh toán. Ban đầu hai bên thống nhất số tiền đền bù là 20.000 đô la. Tuy nhiên, vụ việc đi theo chiều hướng bất ngờ khi Gilad khẳng định chưa nhận được bất kỳ đồng nào từ đội bóng cũ. Anh cho biết rằng mình đã ký vào giấy đã nhận tiền nhưng cuối cùng chưa hề nhận được khoản tiền đó. Đó là lý do ngoại binh này nhờ người khởi kiện đội bóng cũ. Tiền đạo người Brazil Lucas Ribamá đã chính thức trở thành một thành viên của câu lạc bộ Thanh Hóa. Cầu thủ này sẽ có cơ hội ra mắt màu áo mới ngay trong trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 5 V-League. Thông tin về việc đăng ký Ribamá đã được xác nhận sớm hơn so với thông báo chính thức của câu lạc bộ. Điều này cho thấy Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho thương vụ này từ trước. Việc bổ sung Ribamá là một phần trong kế hoạch tăng cường lực lượng của đội bóng xứ Thanh sau khi mất đi hai trụ cột tấn công là Ali Cesse và Romário Gordon vì chấn thương. Trong quá khứ, Ribamá được xem là tài năng trẻ sáng giá của Botafogo. Anh được định giá 1,5 triệu euro khi mới 19 tuổi. Sau đó, Ribamá chuyển đến 1860 Munich với giá 2,5 triệu euro, tương đương với 69 tỷ đồng.
Phút 17 trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Bình Dương tại vòng 5 V-League, hậu vệ Phan Tuấn Tài đã dính chấn thương liên quan đến phần cổ chân sau nỗ lực phòng ngự. Sau 5 phút được các bác sĩ chăm sóc, Tuấn Tài vẫn không thể tự đi lại và được đưa ra khỏi sân bằng cáng. Nhiều khả năng cầu thủ sinh năm 2001 bị lật cổ chân và cần có nhiều thời gian để bình phục. Sau khi được đưa ra, Tuấn Tài đã bật khóc vì chấn thương của mình. Chấn thương của Tuấn Tài không chỉ gây ra ảnh hưởng tới Thể Công Viettel mà điều này còn khiến tuyển Việt Nam gặp khó. Hiện ở đội tuyển Việt Nam, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang và Nguyễn Phong Hồng Duy đã có thể đá tốt ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, Hồng Duy cũng đang dính chấn thương và không rõ ngày trở lại, trong khi AFF Cup 2024 đang đến rất gần. Cuối cùng là thông tin Indonesia sẽ triệu tập cầu thủ nhập tịch dự AFF Cup. Một quan chức của Liên đoàn bóng đá Indonesia cho rằng các cầu thủ nhập tịch hoàn toàn có thể tham dự AFF Cup 2024 nếu các câu lạc bộ chủ quản đồng ý nhà người. Mặc dù AFF Cup 2024 đã cận kề nhưng đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn chưa đưa ra mục tiêu cụ thể cho đội nhà tại sân chơi này. Thậm chí lực lượng của đội bóng xứ vạn đảo vẫn đang là dấu hỏi lớn. Theo kế hoạch ban đầu, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia ông Erick Thohir xác nhận sẽ trao cơ hội cho lứa U22 tham dự AFF Cup và người dẫn dắt Garuda sẽ là trợ lý Nova Arianto. Tuy nhiên, kế hoạch này hoàn toàn có thể thay đổi nếu Indonesia không có kết quả tốt trong hai trận đấu kế tiếp gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Theo truyền thông Indonesia tiết lộ trong thời gian qua, huấn luyện viên Shin Tae-yong dự kiến sẽ triệu tập những cầu thủ tốt nhất nhằm hướng đến mục tiêu đem chức vô địch AFF Cup lần đầu tiên về đất nước xứ vạn đảo. Mới đây, ông Ariga Sinulinga, thành viên ban điều hành Liên đoàn bóng đá Indonesia cho rằng Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ triệu tập các cầu thủ nhập tịch về tham dự AFF Cup nếu các câu lạc bộ chủ quản đồng ý nhà quân. Với các cầu thủ đang chơi tại nước ngoài, nếu câu lạc bộ chủ quản cho phép, chúng tôi sẽ điền tên họ vào danh sách tham dự AFF Cup 2024. Quan trọng nhất, cầu thủ phải thấy phù hợp với huấn luyện viên Shin Tae-yong. Quan chức Liên đoàn bóng đá Indonesia tiết lộ, khi được hỏi chi tiết về lực lượng của Indonesia tại AFF Cup 2024, ông Sinulinga đã thừa nhận huấn luyện viên Shin Tae-yong là người quyết định hoàn toàn về mặt nhân sự. Điều đó có thể khẳng định nhà cầm quân người Hàn sẽ là người dẫn dắt Garuda ở sân chơi AFF Cup thay vì trợ lý Nova Arianto. Tin nóng bóng đá Việt Nam ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!